Du lịch đường thủy loại hình còn rất nhiều tiềm năng phát triển của thành phố Hồ Chí Minh, nhưng hiện chỉ được khai thác ở mức độ hạn chế, chủ yếu quanh khu vực bến Bạch Đằng quận 1. Trong khi đó, hệ thống sông ngòi kênh rạch chạy qua hầu hết các quận huyện, thậm chí kết nối được với tất cả các tỉnh ở vùng Đông Nam Bộ gồm Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai và Tây Ninh. Quan trọng nhất là sự kết nối về du lịch lịch sử, văn hóa, nếu được đẩy mạnh phát triển, lợi ích kinh tế mang lại là rất lớn. Bít sông hay tàu cao tốc là những đột phá về vận tải, du lịch đường thủy. Nhưng việc khai thác chủ yếu tập trung ở khâu vận tải, đưa khách qua lại các bến như cưỡi ngựa xem hoa, chưa đi vào chiều sâu của du lịch văn hóa lịch sử. Những cái tên, thí dụ như Bến Đình, rồi Bến Dược, nó cũng đã phản ánh một cái văn hóa sông nước có cái chữ bến. Đã có ý kiến cho rằng là sẽ xây dựng ở thành phố Hồ Chí Minh một cái Disneyland, nhưng mà tại sao chúng ta không có một cái gọi là Waterland? Thưa quý vị, nếu như du lịch đường thủy trên sông Sài Gòn đang được nhiều đơn vị khai thác, thì sông Đồng Nai vẫn chưa được quan tâm nhiều, trong khi tiềm năng phát triển du lịch trên tuyến sông này còn rất lớn. Với vị trí thuận lợi là nằm giữa nơi tiếp giáp giữa thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai, các sản phẩm dịch vụ dọc hai bờ cũng sẽ góp phần thúc đẩy du lịch liên vùng Đông Nam Bộ phát triển. Đi vào sông Đồng Nai, phía bờ thành phố Thủ Đức có chùa Hội Sơn thuộc Phật giáo Bắc Tông và chùa Bửu Long thuộc Nam Tông, một trong 10 ngôi chùa đẹp nhất thế giới. Phía bờ thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai là Cù Lao Phố, từng là thương cảng nổi tiếng bậc nhất ở đất phương Nam. Chúng ta đi từ cửa sông Đồng Nai, khu vực Nhà Bè, càng đi sâu vào bên trong là chúng ta càng đi về với lịch sử xa hơn với chúng ta. Và trong quá trình đó thì nếu chúng ta quay ngược trở lại về sông Sài Gòn là giống như chúng ta theo cái chiều của lịch sử từ 3.000 năm rồi đến 300 năm, gần hơn thế kỷ 18, rồi là về với Sài Gòn là một cung đường rất là hiện đại. Ngoài cái giá trị di sản nhân văn thì tôi tin là cái giá trị di sản tự nhiên ấy, nó cũng cần phải được nghiên cứu sâu rộng để làm sao cho chúng ta thấy được cái điểm hội tụ của các cái giá trị tự nhiên và nhân văn. Nó sẽ phù hợp với các cái dòng khách là thích tìm hiểu, thích khám phá và có những cái xu hướng đi vào các cái câu chuyện tìm hiểu về cái đời sống văn hóa hàng ngày. Các cái địa danh của chúng ta đó vẫn còn thiếu cái hạ tầng cảng bến. Thì sắp tới đây chúng tôi sẽ kiến nghị các cơ quan chức năng chú trọng hơn cái công tác xây dựng các cái cảng bến đáp ứng cho cái chuỗi hành trình du lịch hấp dẫn và nó an toàn. Chứng kiến bao thăng trầm của lịch sử, sông Sài Gòn, sông Đồng Nai vẫn ngày đêm miệt mài mang nước và phù sa tạo phúc cho làng xóm, phố thị đôi bờ. Hơn bao giờ hết, những dòng sông cần được đánh thức để hòa cùng nhịp sống hối hả của thời đại, để người dân và du khách được trải nghiệm những di sản quý giá của vùng Đông Nam Bộ.